Ông cổ xe để mẹ làm cái clip triệu view nhưng mà chưa thấy view đâu. Thế đưa lên cả Facebook cho YouTube. Ừ, thế mới có view chứ. Đây là sắt sàn một lớp. Đúng không? Yeah, chơi cả con kê đàng hoàng anh nhé, ông chứ nhé. Đấy. Con kê đàng hoàng luôn. Đi sắt xoắn 10. Đấy. Đây hệ dầm đây. Dầm bo. Kia là khoang hiên và đây là gian phòng khách. Chỗ đông người kia là gian phòng ngủ. Và tiếp tục là gian cầu thang và nhà ăn kết hợp với bếp. Đó. Thì cái mẫu nhà này thì bố trí sắt sàn một lớp, đi phi đi sắt 10 xoắn. Lên tầng 2 là có cột ấy nhỉ. Đấy, con kê đây. Đấy, kê kích đàng hoàng thì nó mới cự, nó mới đều được. Ngày xưa là cứ chơi bằng gạch ấy nhỉ. Chơi đá 1-2. Bẻ sắt cầu thang. Vừa thấy cậu Ngọc ở đây sao nhỉ? Đấy, về rồi. À thì là ngoài hả? Thì... chỗ nào cũng buộc đúng không? Buộc hết đúng không? Kín mít luôn. Đúng rồi, phải buộc kín luôn bác Hội ạ. Đấy, đang buộc sắt để lên tầng 2 là có cột.